mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Anphat Computer. Thì một làn gió mới trong phân khúc laptop gaming với tên gọi là Victus 16 đến từ nhà HP. Với mức giá ra mắt thị trường chỉ là hơn 23 triệu đồng, lại còn thuộc dòng gaming, thì mình nghĩ có lẽ HP Victus sẽ là mẫu laptop thay cho HP Omen của năm ngoái ở phân khúc tầm trung và đẩy Omen lên thành dòng cao cấp. Vậy thì với mức giá được coi là rẻ trong phân khúc laptop gaming này thì sẽ đem lại những gì? Và tìm hiểu của mình trong video này nhé. Đầu tiên thì mình phải dành lời khen cho thiết kế của HP trên Victus 16. Lần đầu tiên nhìn qua thì mình đã nghĩ đây có lẽ sẽ là một mẫu laptop mỏng nhẹ trong phân khúc laptop gaming. Nói gì thì nói thì laptop gaming dạo này cũng được các hãng khá là đầu tư và cố gắng cải thiện sao cho sự cơ động cao nhất có thể, nên là mỏng nhẹ cũng sẽ là điều dễ hiểu. Tuy nhiên mỏng thì mỏng, thế nhưng mà thật sự thì không nhẹ một chút nào cả các bạn ạ. Toàn bộ máy thì được làm bằng kim loại khoảng gần 2,5 kg, thế nên là khi cầm vào đối với cá nhân mình thì nó khá là nặng, kiểu gọi là đầm tay ấy, thế nên là thiết kế khá là chắc chắn. Lớp vỏ bên ngoài thì sẽ được phủ sơn đen nhám, bề mặt siêu mịn, không bám bụi và không bám vân tay. Ở giữa thì sẽ đặt logo hình chữ V thể hiện cho dòng Victus được tráng bạc giống với logo các dòng HP ở văn phòng mà các bạn thường thấy. Phần khe thoát gió thì ở phía sau cũng được thiết kế tràn ra hẳn hai bên để tăng cường lưu thông khí trơn cho máy. Phần bản lề của Victus thì các bạn có thể hoàn toàn mở bằng một tay, tuy nhiên thì khi mở màn hình ra có sự rung lắc nhẹ. Điều này thì hoàn toàn bình thường và không gây ảnh hưởng gì đến quá trình các bạn sử dụng cả. Thế nhưng mà mình có một mong muốn là ở những phiên bản sau thì mong là HP có thể cải thiện ở phần này. Sở hữu màn hình ở đây là 16.1 inch, thế nhưng kích thước của HP Victus 16 khá là tương đương với những mẫu laptop 15,6 inch trên thị trường. Và đây thì cũng chính là một điểm đặc biệt nhất trên chiếc HP Victus 16 này. Và để làm được điều này thì HP đã phải làm viền màn hình sao cho mỏng nhất có thể. Ba cạnh viền mỏng thì nhưng mà ở cạnh trên vẫn được trang bị webcam và micro. Về chất lượng hình ảnh thì HP Victus 16 sở hữu độ phân giải Full HD, tấm nền IPS cho góc nhìn rộng, được trang bị màn hình chống chói này, độ sáng 250 nits, tần số quét sẽ là 144Hz và 45% NTSC thì sẽ cho phép các bạn chơi game cực kỳ ổn trên chiếc màn hình này. Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ có thêm một sự lựa chọn nữa, đó chính là màn hình 2K với tần số quét là 165Hz để có thể làm được các tác vụ đồ họa. Cấu hình được trang bị trên Victus 16 là AMD Ryzen 5 5600H, 8GB RAM và sẽ có hai khe để cho các bạn nâng cấp, 512GB SSD và NVIDIA RTX 3050. Với cấu hình này thì các bạn có thể chơi được mọi tựa game online từ mức medium cho tới high setting với mức FPS khá là ổn định. Và cùng xem qua phần test game nhé. Vừa rồi đối với phần test game và hiệu năng thì thực ra với các thông số này trên phần mềm như là các bạn làm về đồ họa vẫn có thể sử dụng tốt, nhưng mà mình nghĩ thì nên mua thêm một chiếc màn hình rời để màu sắc có thể chuẩn hơn nếu như các bạn sử dụng với nhu cầu làm việc. Xuống dưới thì sẽ có phần bàn phím, thì bàn phím của HP Victus 16 giống y hệt bàn phím của HP Omen, độ nảy tốt, hành trình phím sâu, có bàn phím số và mức độ hoàn thiện chắc chắn và có led nền trắng nữa. Và có một điểm lưu ý ở trên bàn phím là nút nguồn của máy thì được đặt ngay trên phần bàn phím luôn. Mới đầu thì mình cũng đã phải mất một chút thời gian mới có thể tìm được. Ở đây thì mặc dù là có thể rất dễ là ấn nhầm, tuy nhiên thì HP đã thiết kế để khi các bạn ấn vào nút nguồn thì phải giữ một lúc thì nút nguồn mới nhận. Còn nếu như mà chẳng may ấn nhầm vào thì cũng sẽ không hề xảy ra vấn đề gì cả. Phần touchpad thì kích thước lớn, tracking mượt, thay thế chuột rồi có thể hoàn toàn được trong một thời gian ngắn. Ở đây cổng kết nối sẽ có là một cổng USB Type-C, 3 cổng Type-A, một cổng HDMI, jack audio combo, khe thẻ SD, mạng LAN RJ45. Và nói chung là khá là đầy đủ các cổng kết nối để các bạn có thể kết nối các thiết bị ngoại vi. Vậy thì mọi người đánh giá sao về chiếc laptop gaming mới toanh đến từ nhà HP này? Liệu đây thì có phải một sự thay thế hoàn hảo cho HP Omen hay không? Bình luận ngay ở phía dưới cho mình biết, và link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình cũng sẽ để ở phần mô tả ở dưới luôn nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là Anphat có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.